Vũ Dị và các bạn. Mũ Dị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối đài truyền hình Trà Vinh hôm thứ Hai ngày 23 tháng 9. Trong chương trình Thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh thành phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3. Vai trò của Ban dân vận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhị Long, huyện Càng Long thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Chuyên đề trả lời ý kiến công dân, bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, trả lời về lợi ích của người dân trong việc tổ chức rà soát hộ nghèo năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12. Đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025, đại diện các sở ngành tỉnh cơ bản thống nhất với kết quả đạt được ở các lĩnh vực được nêu trong dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh tỷ lệ sản phẩm nông lâm thủy sản ứng dụng công nghệ cao và quy trình sản xuất tốt của tỉnh đạt trên 10%, trong dự thảo lên đạt trên 12% và cập nhật lại số liệu sản phẩm OCOP của tỉnh là 323 sản phẩm. Về chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu đề nghị điều chỉnh tỷ lệ thu ngân sách nội địa bình quân hàng năm tăng từ 6,5 đến 6,7% xuống còn từ 6 đến 6,3%. Điều chỉnh chỉ tiêu đến năm 2030 có 35 giường bệnh trên 1 vạn dân thành 33 giường bệnh trên vạn dân và điều chỉnh chỉ tiêu từ 14 đến 16 bác sĩ trên vạn dân xuống còn từ 12 đến 14 bác sĩ trên vạn dân. Cùng với đó, đại biểu còn đề nghị bổ sung tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 100%. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị cơ quan soạn thảo là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để điều chỉnh dự thảo báo cáo, đồng thời đề nghị các sở ngành tỉnh cần quan tâm cung cấp số liệu cần thiết cho cơ quan soạn thảo để làm rõ thêm những nội dung được nêu trong dự thảo báo cáo. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh lưu ý việc xây dựng các chỉ tiêu của nhiệm kỳ sắp tới phải bám theo các chỉ tiêu mà Trung ương giao và phải phù hợp với tiềm lực của tỉnh. Còn nội dung về hạn chế yếu kém cũng cần phải đánh giá sát thực tế để đề ra nhiệm vụ giải pháp khả thi có hiệu quả. Được biết, trong dự thảo báo cáo chính trị lần thứ nhất được trình bày tại cuộc họp này, tỉnh Trà Vinh thực hiện đạt và vượt 16 trên 23 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã đề ra. Ngày 23 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh Trà Vinh tổ chức tập huấn công tác phòng chống khủng bố trên địa bàn tỉnh năm 2024 cho hơn 250 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, ủy ban dân các huyện, thị, thành phố và công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập huấn, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an thông tin về tình hình khủng bố trong và ngoài nước, nguy cơ khủng bố đối với Việt Nam và một số giải pháp quy định của pháp luật về phòng chống khủng bố. Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai các chuyên đề về nhận định tình huống khủng bố có thể xảy ra và công tác xử lý ban đầu, nhận diện chất nổ, hóa chất, tiền chất nổ, vật liệu nổ tự chế, một số thủ đoạn kích nổ và một số phương thức thủ đoạn lợi dụng không gian mạng hoạt động khủng bố phá hoại của một số đối tượng hiện nay. Buổi tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện công tác phòng chống khủng bố trên địa bàn tỉnh, đồng thời nắm được những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, phần tử khủng bố, từ đó có biện pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Sáng nay ngày 23 tháng 9, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Lê Ngọc Long, giám đốc nhà máy điện gió V12 thuộc Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh đến trao tặng 100 triệu đồng giúp đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Thay mặt lãnh đạo, công nhân và nhân viên Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh, ông Lê Ngọc Long, giám đốc nhà máy điện gió V12, chia sẻ những khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Bắc, mong rằng đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Bình cảm ơn Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh và thông tin về kết quả kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì. Theo đó, đến ngày 23 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 5,1 tỷ đồng của các đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh thành phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Trong đó, tỉnh đã chuyển Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3,5 tỷ đồng và ủng hộ tỉnh Thái Bình 1 tỷ đồng. Sáng ngày 23 tháng 9, tại buổi lễ chào cờ đầu tuần, Ban giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức phát động đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh thành phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3. Ngay sau lễ chào cờ đầu tuần sáng nay, Ban giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đã phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tham gia đóng góp một ngày lương, chung tay ủng hộ giúp đồng bào các tỉnh thành phía Bắc sớm khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai, ổn định cuộc sống. Được biết, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào các tỉnh thành phía Bắc với hàng trăm người chết và mất tích, nhà cửa, hoa màu, cơ sở hạ tầng bị bão lũ tàn phá, ước tổng thiệt hại trên 40.000 tỷ đồng. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn thuyết trình gọi vốn đầu tư dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024. Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên là chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã có dự án ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các đại biểu được bà Quỳnh Hồng Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng tạo, Ươm tạo khởi nghiệp, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trao đổi các vấn đề về xây dựng bài thuyết trình gọi vốn đầu tư trong các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như cách trình bày những điểm nổi bật nhất của sản phẩm, giải pháp và mô hình kinh doanh, cách vận dụng các con số, thống kê minh chứng hình ảnh, video trực quan hóa sản phẩm để đưa vào bài thuyết trình gọi vốn đầu tư dự án khởi nghiệp. Bên cạnh đó là hướng dẫn về những kỹ năng thuyết trình, cách trình bày thu hút, gọi vốn, tài chính từ các nhà đầu tư, cách xây dựng một nền tảng vững chắc cho dự án và một số kỹ năng, phương pháp về phát triển các dự án, ý tưởng khởi nghiệp. Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, việc tổ chức tập huấn thuyết trình gọi vốn đầu tư dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong các hoạt động chuẩn bị cho ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2024, dự kiến được diễn ra vào ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm nay. Qua đó hỗ trợ các đơn vị có các ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có sự chuẩn bị tốt nhất về phần thuyết trình gọi vốn đầu tư để tạo được sự thu hút quan tâm cũng như đáp ứng được các yêu cầu của các nhà đầu tư, từ đó mở ra cơ hội nhận được vốn để phát triển sản phẩm và mở rộng kinh doanh tại ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2024. Quyền Tiếp Cận phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức tập huấn công tác quản trị khai thác sử dụng đề án sổ tay đảng viên điện tử năm 2024 cho hơn 250 cán bộ lãnh đạo và phụ trách hồ sơ công tác đảng ở các chi đảng bộ trên địa bàn. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được nghe Phòng An toàn Thông tin và Chuyển đổi số thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông giới thiệu về các chức năng cơ bản của phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, các tính năng mới của đề án sổ tay đảng viên điện tử năm 2024 và cách đăng nhập, khai thác, sử dụng các ứng dụng của phần mềm trong sinh hoạt đảng, học tập nghị quyết, xem tin tức và truyền thông, văn kiện, tư liệu, quản lý văn bản và các tiện ích khác. Đề án sổ tay đảng viên điện tử được xem là giải pháp công nghệ giúp đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức đảng trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trên môi trường mạng Internet hiện nay. Hội nghị khoa học quốc tế thường niên về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và ngoại khoa năm 2024 vừa diễn ra tại trường Đại học Trà Vinh, có trên 800 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia, bác sĩ chuyên ngành đến từ Philippines, Thái Lan, Singapore, Việt Nam thảo luận về các giải pháp, kỹ thuật tối ưu và những rủi ro có thể xảy ra trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và ngoại khoa hiện nay, đặc biệt là xoay quanh các chủ đề về tạo hình mắt, mũi, ngực, bụng, vùng mặt, thẩm mỹ nội khoa, tiêu hóa, gan mật tụy, lồng ngực, tim mạch, chỉnh hình. Ngoài ra, hội nghị cũng thông qua 42 bài báo cáo khoa học của các nhà khoa học, học giả có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và ngoại khoa. Các bài báo cáo khoa học đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự tiến bộ cũng như những thành tựu, kết quả nghiên cứu mới nhất thuộc chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và ngoại khoa trong và ngoài nước. Hội nghị khoa học quốc tế thường niên về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và ngoại khoa năm 2024 là hoạt động được Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam tổ chức thường niên nhằm góp phần hình thành diễn đàn trao đổi học thuật, tạo cơ hội gắn kết chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu giữa các nhà khoa học, bác sĩ, các chuyên gia ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và ngoại khoa trong nước lẫn quốc tế. Ngoài ra, hội nghị cũng là nơi công bố những kết quả nghiên cứu, ứng dụng của các giảng viên, học viên, sinh viên các trường đại học chuyên ngành y trên cả nước để không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn của bác sĩ cùng dịch vụ y tế Việt Nam trong thời gian tới. Mới đây tại trường tiểu học Vinh Kim A, huyện Cầu Ngang, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nhân Kết nối và Hội nhập Quốc tế GBI tổ chức chương trình Nghĩa tình ấm áp lần thứ 6. Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
câu lạc bộ doanh nhân kết nối và hội nhập quốc tế GBI đã trao tặng 35 chiếc xe đạp, 20 thẻ bảo hiểm y tế, 100 ba lô học sinh, 1.000 quyển tập, 100 phần quà và 2 máy lọc nước cho học sinh và người dân nghèo ở xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang với tổng trị giá trên 300 triệu đồng do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ doanh nhân kết nối và hội nhập quốc tế GBI hỗ trợ nhằm giúp cho học sinh và người dân nghèo ở địa phương có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Trường Cao đẳng nghề Trạm Vinh phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Quốc tế IBM chi nhánh phương Nam Trạm Vinh và Hiệp hội Nhà thầu xây dựng cấp pha tại Nhật Bản tổ chức hội thảo giới thiệu định hướng việc làm ngành nghề cho các học sinh sinh viên của trường. Tại đây, các học sinh sinh viên của trường được Hiệp hội Nhà thầu xây dựng cấp pha tại Nhật Bản định hướng tham gia chương trình những kỹ năng đặc định ngành xây dựng tại Nhật Bản, giới thiệu về chương trình kỹ năng đặc định ngành xây dựng, giới thiệu về ngành nghề cấp pha tại Nhật Bản và được trải nghiệm lắp ghép cấp pha thực tế. Hội thảo nhằm giúp cho các học sinh sinh viên của trường Cao đẳng nghề Trà Vinh có thêm thông tin về ngành nghề cấp pha và định hướng lựa chọn đơn hàng ngành cấp pha khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Ủy ban nhân dân xã Đông Xuân, huyện Duyên Hải vừa tổ chức thành lập hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Đồng Tiến lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029. Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Đồng Tiến có địa chỉ ở ấp Bà Giam A, xã Đông Xuân, huyện Duyên Hải được thành lập với 30 thành viên với tổng số vốn điều lệ 200 triệu đồng. Ngành nghề hoạt động của hợp tác xã là sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa, rau màu sạch, cung ứng dịch vụ vật tư nông nghiệp cho hơn 30 hecta. Sự ra đời của hợp tác xã nhằm hỗ trợ thành viên tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ bao tiêu sản phẩm đầu ra cho thành viên, tạo sức mạnh về vốn, nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động liên kết sản xuất, giúp thành viên tiết kiệm chi phí đầu vào, giảm giá thành, hạn chế rủi ro, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, qua đó tạo ra nông sản sạch, tăng giá trị và thu nhập trên cùng đơn vị diện tích, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thành viên và nhân dân trong vùng, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mô hình vận động nhân dân khu dân cư, cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ghi nhận sau đây tại xã Nhị Long, huyện Càng Long. Ngay sau khi được chính quyền mặt trận đoàn thể xã Nhị Long tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Thiều Trang đã biết phân loại, xử lý rác thải hữu cơ, vô cơ tại gia đình và duy trì thường xuyên. Ngoài ra, bà Thiều Trang còn tự nguyện xây dựng hàng rào xanh, trồng nhiều cây hoa kiểng dọc tuyến đường nhựa ấp Rạch Mát, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Từ khi địa phương vận động thì gia đình cô trồng cây trước cảnh nhà cho đổi mới đẹp với vệ sinh môi trường và sạch sẽ mà mình đi cũng đẹp nữa. Thì cảnh quan môi trường thì sạch sẽ, rồi mình mát mẻ, cảm thấy vui hơn, thoải mái hơn. Tại gia đình mình thì phân loại rác thì loại hữu cơ thì mình đem để cho thành phân, rồi còn rác vô cơ thì mình đem để nơi quy định ra thùng rác vậy. Anh Phạm Văn Lâm ở ấp Rạch Mát cho biết gia đình anh chuyển từ đất vườn tạp sang trồng bưởi da xanh và chăn nuôi heo, gà, vịt. Trước kia, người dân nơi đây làm ruộng và đất vườn tạp lâu năm không đạt hiệu quả cao. Sau này được địa phương vận động chuyển đổi sang trồng màu, trồng cang trái và nhờ sử dụng rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây, vừa bảo vệ được môi trường, vừa giúp người dân phát triển kinh tế hiệu quả hơn. Vệ sinh môi trường thì tôi đã đảm bảo là tốt 100%. Tại lúc nào cũng có BVA phân loại rác thải á. Rất nhiều thì vô bọc bỏ thùng thùng rác, hai chất kia thì làm ủ làm phân để bón cây trồng. Theo lãnh đạo xã Nhị Long, đến nay xã đã vận động hơn 250 hộ dân đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, trồng mới hơn 4.000 cây hoa kiểng dọc các tuyến đường, thu gom hơn 0,5 tấn rác thải các loại, góp phần giữ gìn xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp. Thời gian vừa qua thì chỗ nhà chùa cùng với chính quyền địa phương đã tuyên truyền và vận động đến với tín đồ Phật tử trong khu vực cũng như bá tánh thập phương về trách nhiệm của mình đối với môi trường sống, đối với mẹ thiên nhiên và đặc biệt là xây dựng và tái tạo lại cái môi trường ngày càng tốt đẹp. Thì các cái việc làm cụ thể như là
Thời gian vừa qua, chùa cũng đã triển khai cho bà con Phật tử giữ gìn cảnh quan môi trường ở các khu vực dân cư, ở tại gia đình, đặc biệt là khuyến khích trồng thêm các cái cây xanh, cùng góp phần xây dựng cái quê hương một ngày một tốt đẹp hơn, và đặc biệt là xây dựng cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhị Long tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường cũng như là xử lý rác thải đúng quy định. Thì có như thế thì mới tạo được cái nâng cao chất lượng cái hiệu quả của mô hình. Thì bên trong quá trình triển khai thực hiện thì phải có cái tập trung của cả hệ thống chính trị cũng như là tạo được cái sự đồng thuận của hộ dân. Thì có như thế thì cái chất lượng hiệu quả của mô hình ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện cái xã Nhị Long đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Đối với mô hình dân vận khéo của Mặt trận xã Nhị Long thì đã góp phần để tạo sự đoàn kết gắn bó giữa nhân dân và các cái tổ chức tôn giáo để phát động xử lý vấn đề là ô nhiễm môi trường, và nhân dân đã nhận thức và đã có cái sự thay đổi về từng hộ gia đình đã trong chăn nuôi trồng trọt cũng như là cái ứng phó với biến đổi khí hậu. Ban Nhân dân huyện ủy Càng Long xác định trong mọi hoạt động luôn xem dân là gốc theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Để các loại hình dân vận khéo thêm phong phú, có sức lan tỏa và tạo thành phong trào quần chúng mạnh mẽ, góp phần thực hiện mục tiêu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi chương trình thời sự đã phát thanh và truyền hình Trà Vinh đưa tin về tập huấn chuẩn bị rà soát hộ nghèo năm 2024, nhiều người dân gửi thư cho chương trình muốn biết là rà soát hộ nghèo năm nay sẽ mang lại lợi ích gì cho người dân và người dân có trách nhiệm gì trong cuộc rà soát hộ nghèo năm nay. Bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết cụ thể nội dung này trong chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Trà Vinh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn hôm nay. Thưa bà, trước hết xin bà cho biết kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh ta trong năm nay như thế nào ạ? Thực hiện kế hoạch số 96 của Ủy ban dân tỉnh về tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá giàu năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thì Sở Lao động cũng đã, với vai trò là thường trực ban chỉ đạo, đã tổ chức hội nghị triển khai cái kế hoạch số 96 của Ủy ban dân tỉnh và phối hợp với Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn quy trình và bộ công cụ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá giàu năm 2024 trên địa bàn tỉnh cho ban chỉ đạo rà soát các cấp và lực lượng tham gia công tác điều tra rà soát hộ nghèo năm 2024. Cuộc điều tra rà soát lần này thì cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2024 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2025 trên địa bàn tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ cho việc quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Vậy thì cái công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo lần này có điểm gì khác biệt so với những lần trước không thưa bà? Thì nhìn chung kế hoạch tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm nay thì vẫn thực hiện cơ bản giống như những năm trước. Theo quy định tại Nghị định số 07 của Chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Và năm nay thì Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có chỉ đạo điều tra rà soát tỷ lệ lao động trong nông nghiệp lồng ghép chung với điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ thu nhập khá giàu năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Để đánh giá cái kết quả thực hiện các cái chỉ tiêu tỷ lệ lao động trong nông nghiệp so với tổng số lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Câu hỏi mà nhiều người dân muốn biết đó là khi
thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ mang lại cái lợi ích gì cho người dân thưa bà? Có thể nói là việc rà soát chặt chẽ, bình xét cái dân chủ khách quan công tâm, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo là điều kiện để mọi cái nguồn lực hỗ trợ đến người dân được kịp thời đầy đủ. Thông qua đó thì địa phương nắm được tình hình khó khăn của từng trường hợp cụ thể, giúp cho người dân được tiếp cận, hưởng lợi những cái chính sách hỗ trợ cho đối tượng phù hợp. Và khi mà kết thúc điều tra thì từng địa phương xác định được chính xác số lượng tổng hợp và phân loại lập danh sách chi tiết các cái đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để theo dõi, quản lý và báo cáo về trên, làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn của tỉnh mình. Thì đây là nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội. Và việc cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh cũng làm cơ sở để thực hiện các cái chính sách an sinh xã hội, cũng như là đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu giảm nghèo hàng năm. Nhiều người dân cũng muốn biết là sau khi rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thì tỉnh ta có cái chính sách phù hợp như thế nào để giúp người dân thoát nghèo bền vững. Bà có thể chia sẻ thêm về vấn đề này. Thì sau khi Ủy ban dân tỉnh ban hành cái quyết định phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thì các sở ban ngành tỉnh có liên quan thì theo chức năng nhiệm vụ được giao thì sẽ triển khai thực hiện các cái chính sách dự án để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, như là đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số, thực hiện các cái chính sách về bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ tiền điện, trợ giúp pháp lý và các cái trợ giúp đột xuất. Còn ngoài ra thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng có cái nguồn ưu đãi của chính phủ cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có cái nhu cầu vốn để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao cái mức sống, hạn chế thấp nhất cái tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo. Một câu hỏi cuối, xin bà cho biết ngắn gọn về công tác giảm nghèo của tỉnh ta trong năm nay. Thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thì năm 2024, ngay từ đầu năm thì Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng đã phối hợp với các sở ngành địa phương tập trung triển khai đồng bộ các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với công tác giảm nghèo. Và cái tổng cái kinh phí mà phân bổ thực hiện cho chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2024 là 104.679.000.000 đồng, trong đó vốn sự nghiệp là trên 101 tỷ, vốn trong đó là vốn phân bổ năm 2024 là 64.338.000.000 đồng, vốn phân đột bổ của năm 2021-2022-2023 chuyển sang là 40.341.000.000 đồng và vốn đầu tư phát triển là 3.569.000.000 đồng. Thì với cái nguồn vốn trên thì thực hiện trong các cái cho việc là hỗ trợ sản xuất trong cộng đồng, mô hình chuỗi giá trị với 121 dự án cho 1.665 đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình được tham gia thực hiện. Ngoài ra, Quỹ An sinh xã hội của tỉnh cũng đã chi hỗ trợ cho 594 lượt hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội là người neo đơn đủ từ 60 tuổi trở lên và 61 người khuyết tật đặc biệt nặng sống một mình với cái mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng trên một hộ trên tháng. Từ những cái kết quả trên thì dự kiến tỷ lệ giảm nghèo sẽ đạt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể là phấn đấu đến cuối năm 2024 thì tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thực hiện sẽ giảm 0,3%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer sẽ giảm là 0,5%. Hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi của bà Phạm Thị Hồng Diễm sẽ giúp cho quý khán giả có cái nhìn tổng quan nhất về kế hoạch rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo của tỉnh ta trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin thay mặt những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.